kính chào quý vị và các bạn. Thông tin điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2023 tại dự án tiểu khu đô thị số 17, khu đô thị mới Lào Cai Cam Đường. Công an huyện Bảo Yên triệt phá thành công chuyên án ma túy là một số nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình thời sự 15 giờ ngày 16 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Tổ đại biểu số 1 Hội đồng nhân dân huyện Bát Sát vừa tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân huyện tại xã Phìn Ngan. Tại hội nghị đã có 12 ý kiến kiến nghị của cử tri với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện tập trung vào hỗ trợ phát triển kinh tế, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đầu tư đường điện, công tác tái định cư, làm đường giao thông, xây dựng thiết chế văn hóa và hạ tầng phục vụ sản xuất. Trong đó, cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ khu tái định cư Lòng Hồ thôn Láo Phàng, đảm bảo cho 53 hộ dân diện cấp bách cần di chuyển đến nơi ở mới an toàn, đầu tư ngầm tràn thôn Sùng Bang, đảm bảo giao thông cho gần 200 hộ dân ở 3 thôn mùa mưa lũ. Tại hội nghị tiếp xúc, lãnh đạo huyện, đại diện các phòng ban chuyên môn huyện Bát Sát trả lời, làm rõ ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1424 ngày 14 tháng 6 năm 2023 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Lào Cai. Cụ thể, bổ sung dự án tiểu khu đô thị số 17, khu đô thị mới Lào Cai Cam Đường, chủ đầu tư là công ty cổ phần COSI. Diện tích dự án bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Lào Cai là 11.229,4 m². Loại đất bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 gồm đất ở đô thị 10.442,9 m², đất giao thông 786,5 m². Việc đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 để thực hiện công tác giao đất theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai có trách nhiệm tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định hiện hành, phối hợp thực hiện thủ tục hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất cho chủ đầu tư theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt theo đúng thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, bảo tồn nguồn gen quý hiếm, khai thác tiềm năng du lịch, nâng cao đời sống người dân trong vùng gắn với quản lý bảo vệ rừng là những giải pháp Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bát Sát đang tích cực triển khai. Những nhiệm vụ này nhằm từng bước hiện thực hóa chủ trương của tỉnh về nâng cấp Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bát Sát lên vườn quốc gia trong tương lai gần. Có tổng diện tích 18.637 ha trải dài trên địa bàn 5 xã Y Tý, Dền Sáng, Sàng Ma Sáu, Trung Làng Hồ và Nậm Pung. Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Sát có cảnh quan vô cùng hấp dẫn, hệ sinh thái đa dạng. Trong vùng đệm và vùng lõi, khu bảo tồn còn là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào Mông, Dao, Hà Nhì với bản sắc văn hóa hết sức độc đáo. Đây là tiềm năng quý cho sự phát triển của khu vực này. Những năm mà chưa có du lịch và chưa có nhiều người biết đến ấy, thì cái bảo vệ rừng của người dân thì chỉ qua những cái lý của người Hà Nhì. Từ khi đấy mà nhiều người đến đây mà làm thì cái thu nhập của bà con ngày càng đi lên và cuộc sống cũng được va chạm với xã hội hiện đại, nên là từ đó sẽ người dân bảo vệ rừng tốt hơn. Khu vực Y Tý thì đang được tỉnh quy hoạch là khu du lịch của tỉnh và của quốc gia. Thế thì nếu như khu bảo tồn thiên nhiên Bát Sát nâng cấp thành vườn quốc gia Y Tý thì là một trong những cái điểm nhấn hết sức quan trọng cho phát triển du lịch của tỉnh nói chung và của Bát Sát nói riêng. Hiện khu bảo tồn thiên nhiên Bát Sát đã hội đủ 3 tiêu chí vườn quốc gia theo quy định, đó là có hệ sinh thái tự nhiên đặc trưng của một vùng, có loài đặc hữu, có giá trị đặc biệt về khoa học, giáo dục, có cảnh quan môi trường, nét đẹp độc đáo của tự nhiên, có giá trị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí và đủ tiêu chí về diện tích và hệ sinh thái rừng. Hiện nay thì chúng tôi đang tham mưu cho Ủy ban tỉnh để xây dựng cái đề án. Và hiện nay thì đã gửi các cái sở ngành liên quan để tham góp ý kiến. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định, chúng tôi sẽ báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Và khi Bộ đồng ý thì chúng tôi sẽ báo cáo với Ủy ban tỉnh để ra quyết định thành lập. Việc nâng cấp từ khu bảo tồn thiên nhiên Bát Sát lên vườn quốc gia, tổ chức bộ máy sẽ được kiện toàn về số lượng, chất lượng, đáp ứng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững tiềm năng du lịch, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia.
6 tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường kiểm tra kiểm soát xử lý vi phạm, đặc biệt là kiểm tra kiểm soát vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Kết quả từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản xử lý 6.105 phương tiện vi phạm, tạm giữ 3.608 phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn 2.491 trường hợp, thu xử phạt 23,6 tỷ đồng. Tiếp tục các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, từ nay đến cuối năm, lực lượng Cảnh sát Giao thông tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân và người tham gia giao thông, đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là tình trạng xe chở quá tải, cơi nới thành thùng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông các dịp nghỉ lễ, mùa du lịch. Công an huyện Bảo Yên cùng các lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tăng vật thu giữ là hơn 3.347 gram thuốc viện. Khoảng 19 giờ 25 phút ngày 15 tháng 6 năm 2023, tại đường liên thôn thuộc bản Vác, xã Xuân Hòa, Công an huyện Bảo Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng Giàng Xeo Dì, sinh năm 1987, trú tại bản Mo 1, xã Xuân Hòa, có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Thu giữ tại hiện trường một túi ni lông màu xanh, bên trong có 3.347 gram chất nhựa dẻo màu nâu, Dì khai nhận là thuốc viện. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng khai nhận vận chuyển số thuốc viện trên để giao cho khách thì bị phát hiện bắt giữ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Chăn nuôi lợn là một trong 6 ngành hàng chủ lực của tỉnh. Để phát triển ngành hàng bền vững, tỉnh đang phân vùng để phát triển chăn nuôi lợn tập trung. Theo phương án phân vùng, vùng thấp tập trung phát triển chăn nuôi các giống lợn ngoại năng suất cao, xây dựng các vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, chủ động sản xuất giống chất lượng cao, thực hiện chuyển đổi hình thức chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi trang trại an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ cao, đồng thời kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm gia súc gia cầm để hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm an toàn, hướng đến xuất khẩu. Đối với các địa phương vùng cao, tập trung chăn nuôi lợn bản địa, bảo đảm quy trình sản xuất an toàn, tổ chức quản lý theo cộng đồng tối thiểu từ cấp thôn bản trở lên, tăng cường chế biến các sản phẩm đặc sản địa phương phục vụ du khách và mở rộng thị trường. Những vùng có đủ sản lượng khuyến khích chế biến sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP. Trước những diễn biến phức tạp khó lường của thời tiết đang tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, để chủ động ứng phó, ngành nông nghiệp các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó có chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Phản ánh tại huyện Mường Khương, một trong những địa phương chịu tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu. Xã Diền Chin, một trong những địa phương chịu tác động tiêu cực từ hạn hán của Mường Khương. Nhiều diện tích sản xuất cạn kiệt về nguồn nước. Để thích ứng, người dân nơi đây phải chuyển đổi thay thế bằng cây trồng chịu hạn tốt, điển hình như cây chè. Bước đầu, cây trồng này sinh trưởng, phát triển tốt, mang lại hy vọng thu nhập tốt cho nông dân. Theo chủ trương cấp trên thì là muốn chuyển đổi trồng chè. Năm ngoái thì riêng cái nhà tôi cũng trồng nửa hecta. Bây giờ đang mà dù năm nay là nắng hạn rất kéo dài nhưng mà xem ra thì nó cũng phát triển tốt. Thế đây chúng tôi nếu mà phát triển tốt thì có thể là các cái diện tích ngô sẽ mang trồng chè. Tại xã Diền Chin, chủ trương chuyển đổi cây trồng để thích nghi với biến đổi khí hậu nhận được sự đồng thuận của người dân. Theo kế hoạch, địa phương sẽ chuyển đổi 50% diện tích vốn trước đây bà con chỉ canh tác ngô sang trồng chè, tương đương khoảng 200 hecta. Hiện đã thực hiện được 80 hecta, đạt 40% kế hoạch. Trong tổng diện tích đã trồng này thì cho đến giờ phút này thì cũng có trên 40 hecta là có cho thu hoạch. Và một số diện tích vừa trồng trong thời gian năm ngoái thì hiện nay đang chăm sóc và đang trong bón để có như phát triển. Tuy nhiên thì so với năm nay thì cái thời tiết khí hậu như thế này thì nó không phải riêng cây ngô mà tất cả các loại cây trồng khác gần như là cũng rất là kém phát triển. Thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời thay thế dần cây trồng giá trị kinh tế thấp, năm 2023, huyện Mường Khương chủ trương giảm diện tích canh tác ngô và một số cây trồng hiệu quả kinh tế không cao, mở rộng diện tích chè, quế. Đồng thời, trên cơ sở khảo sát, đánh giá lại chất lượng đất nông nghiệp, huyện tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Thì đối với huyện Mường Khương thì chúng tôi đã chủ động trong cái sản xuất nông nghiệp thì đã chủ động lựa chọn những cây trồng mà thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển và đặc biệt là gắn với cái liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Và trong những cái năm tới thì chúng tôi tiếp tục từ nay đến 2025 là tiếp tục phát triển những cái cây
mà có khả năng thích ứng tốt với biến đổi khí hậu như cây chè, cây quế, và chúng tôi sẽ sử dụng cái nguồn vốn từ ba chương trình mục tiêu để hỗ trợ phát triển cho bà con các cái vùng chè. Mường Khương hiện có hơn 4.000 hecta chè, huyện đặt mục tiêu nâng diện tích trồng chè lên 5.400 hecta vào năm 2025. Nỗ lực này cho thấy những thay đổi tích cực trong sản xuất nông nghiệp, vừa thích ứng với biến đổi khí hậu, vừa gia tăng giá trị thu nhập cho nông dân địa phương. Chuyển sang những thông tin thời sự trong nước, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 13 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trị giá hàng trăm tỷ đồng. Qua theo dõi nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một số doanh nghiệp có biểu hiện mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm mục đích hợp thức nguồn gốc hàng hóa mua vào để trốn thuế và giải ngân vốn vay đáo hạn ngân hàng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu lực lượng chức năng xác định từ năm 2019 đến nay, Thân Tiến Huy, trú tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng 389, có hành vi mua bán hàng nghìn số hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều cá nhân doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn trên 500 tỷ đồng. Theo đại diện Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 2.000 trẻ em tử vong vì đuối nước. Một trong những biện pháp hiệu quả nhằm giảm nguy cơ đuối nước là phổ cập dạy bơi cho trẻ. Hơn 4 năm qua, chương trình phòng đuối nước cho trẻ em Việt Nam được triển khai bởi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với sự hỗ trợ của Quỹ Từ thiện Bloomberg Hoa Kỳ đã dạy bơi miễn phí cho hơn 29.000 trẻ em từ 6 đến 15 tuổi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho gần 50.000 trẻ em tại trường học. Theo kết quả đánh giá độc lập của chương trình, tỷ lệ biết bơi của trẻ em tại địa bàn can thiệp đã tăng gấp 2 lần, từ 14,7% năm 2018 lên 27% vào năm 2020, cao hơn so với tỷ lệ trung bình của toàn quốc. Lâm Đồng hiện có hơn 33.000 ha cây ăn quả, tăng gần 3.000 ha so với năm 2021. Trong đó, diện tích ứng dụng công nghệ cao gần 7.000 ha, chiếm trên 10% diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao toàn tỉnh. Mỗi năm đạt sản lượng trên 300.000 tấn. Những cây ăn quả chủ lực có diện tích tăng nhanh là sầu riêng gần 18.000 ha, cây bơ trên 8.500 ha, hồng gần 1.600 ha. Theo đánh giá, diện tích chuyển đổi cây ăn quả cho hiệu quả rõ rệt, các giống cây ăn quả cho năng suất cao, chất lượng tốt và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhiều địa phương đã xây dựng các nhãn hiệu tập thể về cây ăn quả, góp phần nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ cấu cây trồng tại địa phương. 5 tháng đầu năm, tỉnh Sơn La xuất khẩu được 2.300 tấn chè, đạt giá trị hơn 5,26 triệu đô la Mỹ, tương đương với trên 120 tỷ đồng. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Đài Loan, Pakistan, Afghanistan, Nhật Bản. Sơn La đang có 5.816 ha chè, sản lượng chè chế biến năm ngoái đạt 15.000 tấn. Trong đó có 10.700 tấn dành cho xuất khẩu, thu về 21,54 triệu đô la Mỹ. Để có kết quả đó, tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án nhằm ổn định diện tích chè, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm để mở rộng thị trường tiêu thụ. Sơn La phấn đấu đến năm 2025, giá trị xuất khẩu của các sản phẩm chè đạt 26 triệu đô la Mỹ. Tại hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Brussels, Bỉ, đại diện Liên minh châu Âu EU, Đức và Mỹ đã đưa ra các cam kết viện trợ lên tới hàng tỷ đô la cho người dân Syria. Qua một thông điệp phát trực tuyến, Tổng thống Liên Hợp Quốc cho biết tổ chức này đang hướng tới mục tiêu thu hút được 11,1 tỷ đô la tiền quỹ hỗ trợ cho Syria. Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU xác nhận khối này đã cam kết về khoản viện trợ 1,5 tỷ euro, tương đương 1,6 tỷ đô la cho Syria trong năm nay và 560 triệu euro, tương đương 600 triệu đô la cho năm sau. Chính phủ Đức tuyên bố sẽ phân bổ 1,05 tỷ euro để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn ở Syria và khu vực. Trong khi đó, Mỹ cam kết chi 920 triệu đô la hỗ trợ nhân đạo bổ sung. Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 26 ở Nga đã diễn ra phiên đối thoại kinh doanh giữa Cộng đồng Kinh tế Á-Âu EAEC và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Tại phiên đối thoại, các diễn giả đều khẳng định tiềm năng hợp tác kinh tế to lớn giữa Cộng đồng Kinh tế Á-Âu và ASEAN. Thành viên Hội đồng, Bộ trưởng về Hội nhập và Kinh tế vĩ mô, Ủy ban Kinh tế châu Âu cho rằng,
ASEAN là đối tác có trọng lượng nhất xét theo hệ thống các thỏa thuận. Trong khi đó, Phó Tổng Thư ký ASEAN cũng khẳng định phiên thảo luận này là nền tảng quan trọng để hai bên thúc đẩy tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga cho biết, ASEAN và các nước thành viên của khối này có vị thế đáng kể trong chiến lược xoay trục của Nga sang phương Đông. Thủ tướng Nhật Bản đã loại trừ khả năng giải tán Hạ viện trong nhiệm kỳ Quốc hội hiện nay, dự kiến kéo dài đến tuần tới. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh đảng đối lập chính dự kiến trình một kiến nghị bất tín nhiệm nội các của ông. Phát biểu với báo giới, ông nhấn mạnh vai trò chính phủ của ông là giải quyết các thách thức đang bị trì hoãn đến nay và trên quan điểm đó, ông không nghĩ đến việc giải tán Hạ viện vào cuối kỳ họp Quốc hội hiện nay. Trước đó cùng ngày, Đảng Dân Chủ Lập Hiến Nhật Bản đã bày tỏ ý định trình một kiến nghị bất tín nhiệm nội các của Thủ tướng nhằm phản đối các chính sách của chính phủ, trong đó có dự luật bảo đảm quỹ để tăng cường các năng lực quốc phòng. Các bác sĩ Sri Lanka đã lấy viên sỏi thận khổng lồ trên người một bệnh nhân nam 64 tuổi. Viên sỏi nặng 801 gram, lớn hơn viên được ghi vào kỷ lục Guinness trước đó là 602 gram. Bệnh nhân được phẫu thuật là một cựu quân nhân. Theo đó, bệnh nhân cho biết có biểu hiện đau ở vùng bụng từ năm 2020 và đã uống thuốc nhưng không cải thiện. Theo lực lượng quân y Sri Lanka, viên sỏi thận có chiều dài 13,37 cm và nặng 801 gram, tức là gấp 5 lần khối lượng trung bình của một quả thận ở nam giới. Sách kỷ lục Guinness đã công nhận kỷ lục mới đối với viên sỏi này. Viên sỏi thận nặng nhất trước đó từng được ghi nhận nặng 620 gram, được lấy ra từ cơ thể một bệnh nhân ở Pakistan vào năm 2018. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.